Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hiếu Phong Official. Thì đợt trước á, hôm trước là nó cho tôi là nó bán con mỡ của tôi, trong khi con mỡ là đứa con tôi thích mời em bán. Thì hôm nay Phong sẽ cho anh Hiếu một cái rất là nhẹ nhàng luôn, là lấy lọn rỉ chét mặt Hiếu và cho Hiếu đi ra đường luôn, cho người ta coi thế nào nha mọi người nha. Let's go. Giờ Phong sẽ đi tìm một cái gì làm vậy. Đây là một cục lần này em trà tay mình nha. Ôi, ghê okay quá. Trời ơi. Trời ơi, kinh khủng quá mọi người ạ. À. Nhớ cục này nó chưa đủ đô mọi người ơi, nó không có lên. Rồi xong luôn, cục này là quá đủ đô luôn. Rồi. Cục này quá đủ đô luôn. Tần 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 tần. Bây giờ tôi có set một cái máy cho nó sẵn rồi. Cái máy này tôi, máy của tôi cầm theo, cái này có hai cái máy. Thì máy đó tôi set sẵn ở trong đó, anh đang ngồi bấm máy tính rồi mọi người ạ. Bây giờ tôi sẽ vào chiếc mặt mắt mọi người xem thử cái độ nó như thế nào nha. Let's go. Dễ. Trời gì trời. Gì ấy. Yêu quá à. Yêu lắm luôn. Gì ạ. Cái gì vậy trời, tự nhiên gờ mặt ta hoài hà, mệt ghê á. Cái gì vậy? Nhất luôn. Anh làm cái gì đang? Anh đi uống nước á. Một con bướm sẽ ra hai trái cánh. Infalos Jens Thị Tá. Khó quá trời. Trời. Khát nước. Tỉnh khát nước. Khát đá vườn nè, đá đi. Mệt ghê. Đồ 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 đồ. Mệt hả, tâm đen tâm đen vậy biết nữa. Thiệt á. Thì mọi người ơi, Hiếu không có biết mọi người ạ. Thì bây giờ là Hiếu nó đi lấy đá rồi. Ui mọi người, tôi xuống bay cho mọi người coi. Đây, bây giờ tao đi lấy đá nè. Đi xuống, đi vô, xuống. Lấy nhiều nhiều vô xíu nha. Hiểu không? Ô, trời trời trời. Đi. Mày không có phát hai chi hả người ấy? Mày quay nét ra đúng không? Tao tiếc anh ta đau luôn. Quay anh ta đau tao tiếc luôn. Mà vẽ cười tao không quá. Thằng quỷ yeah. Hiếu. Gì vậy? Hôm nào hôm nay em đẹp lắm luôn á. Sao ai cũng cười tao vậy? Lấy vét nhà đi đi kìa. Tự nhiên. Mẹ tôi đó kìa. Để chứ tôi quay, tôi đang quay còn cắt trả lời King quay. Cái tự nhiên tao lộn củi tí luôn, khiếp tí luôn rồi. Anh làm cái gì hả? Làm gì đâu, em đi vét nhà đi. Mà bà mẹ bắt trời ơi xuất ra. Em lắm vậy nha, vét gài ơi kìa kìa, vét bình kim model này sâu ơi bò à.
vừa vừa phải nha, đừng có quay nữa nha. Chưa giờ sung sướng quá ha. Ủa mà những khoảnh khắc mà người vợ đắm đang á trời mặt mình luôn mọi người ơi. Quý khách vậy, tự nhiên anh cầm yêu thương gì đó. Ủa quay Instagram, ủa làm gì ghê vậy? Quay Instagram này bú phen ta hả? Tôi duyên quá, quay Instagram tự nhiên tay bằng ta. Bú bú phô đồ ta hả? Ghét tình. Mặt mày với tao mặt mày á. Quay clip mày à. Mà ủa em yêu ấy đi, ủa chứ đó giờ cũng quay thôi. À không đó, có quay đâu. Quay Instagram chết bài nhau thôi chứ gì. Tao lấy đá cái tự nhiên người ta cười tao là sao? Ai biết. Để người ta cười thì lấy giết tay chồng mình mắc cười ghê. Anh á. Cự quay cái mặt em, quay cận cảnh mặt em, nói em mới mặt mắc cười của em đó. Cao quỷ á, tự nhiên quay hoài à. Vui lắm mà quay. Mới đích là quay đi. Quét nhà mâu đi chứ. Cái gì mất cái giết mày vậy? Mày chịu biết nhà đi. Cười qua tụi bay cuộc sống hàng ngày đi mà. Không mượn. Em không có mượn nha, đi đi vô phòng hồng vậy lá. Trời ơi, xong. Sư ơi, sư sợ không? Quay mặt, quay mặt thấy bằng hiếu chú chú. Sư ơi, quay mặt thấy bằng hiếu chú chú. Thấy sư, sư. Hãy cảm nghĩ con người, quay mặt thấy bằng hiếu. Anh chú chú. Đi có ca, đi có ca mắc cả lông máu nha mọi người nha. Đó, đi có ca mắc cả lông máu. Mày vô đây, tao biểu phải hành kìa không? Mày đây. Cái gì? Hả, tao quét nhà mình nhiều người cười, nhìn cười tao là sao mày? Cái gì? Hả? Dạ cái gì? Anh đúng không? Anh cái gì? Anh đừng có mà dối trá anh nha. Anh dối trá gì? Nha nha. Bực bội. Bực bội gì? Anh dối trá gì? Em nói nghe. Tao đi coi cái mặt tao mà nhìn quay biết à. Mà em mà em có bị sao đâu. Đó 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 nữa. Đó. Nè gì vậy? Cái gì đi theo mày vậy? Anh giật mình. Thì em đi coi mặt em thì anh làm việc đâu. Anh thiêu quá vậy mà. Người ta hả? Mắc cười quá à. Mấy người mắc cười ghê á. Ủa làm gì vậy? Thường thường người ta phải rửa mắt trước chứ. Cái gì đen vậy? Nước nó bị đen á. Đỏ nước sình kìa. Sao nó có mùi lọ nghĩa ta? Chó tí mặt bị gì vậy? Sao vậy? Bị cháy nắng rồi, đi đường xa nó cháy nắng rồi. Tại em có đi đâu đâu. Không, chắc hôm qua đi ngoài đường nắng nó cháy nắng nó trộn sao đen mặt luôn. Trời ơi, chết chưa. Quay lại chi vậy? Anh đâu biết là không, trời ơi, điện thể hiện tượng lại và lại cho mọi người coi. Đi ra vô phòng đi nha. Thì tự lạ mọi người. Rồi mọi người, hôm nay tôi sẽ review là một con quái vật ở trong nhà tắm. Tại vì mình nó cho nó thành công mọi người. Nó ra đường mà nó lấy đá đó mọi người. Mọi người, người ta nhìn nó. Người ta hỏi nè, hồi nước mặt nó bị cái gì mà điên thua vậy trời. Nó không biết đâu, nó biết gì đâu, tiệm này nó bị tôi chết rồi, nó biết đâu. Xong cái bà mẹ nó cười quá trời luôn. Và nếu mọi người thích video này á, hãy like, share, subscribe kênh của tụi mình. Và muốn tụi mình làm thử thách về mọi người hãy comment bên dưới nha. Và mọi người có thể qua Instagram của mình hoặc Hiếu để xem livestream của tụi mình trên đó nè. Và có nhiều Q&A trên đó về các câu hỏi thắc mắc mà mọi người chưa biết về tụi mình. Mọi người hãy comment trên đó, mình sẽ trả lời cho mọi người biết nha. Thì bây giờ mình xin bye bye mọi người. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Và nếu mọi người thích video này, hãy nhớ nhấn like, share để có thông báo những video mới nhất của tụi mình nha. Bye bye.